Xin chào các bạn, hôm nay tôi xin hướng dẫn cho các bạn một kỹ thuật, đó là kỹ thuật dựng lều tốc độ hay còn gọi là lều 4 cọc. Đầu tiên để dựng được lều thì chúng ta cần phải chuẩn bị tất cả các vật dụng. Trong đó thì xếp tấm lều cũng là một nội dung rất là quan trọng để tốc độ chúng ta dựng được hiệu quả hơn. Tấm lều chúng ta sẽ trải sao cho cái mặt ở trên sẽ nằm bên dưới khi ta xếp lều. Xếp vòng 1/3 và lật cả ngược lại. Chúng ta lưu ý vuốt cho phẳng tấm lều để không bị gãy nếp. Tương tự chúng ta sẽ làm ở cạnh bên kia. Lưu ý bước này các bạn làm thật cẩn thận và tránh để gãy nếp lều. Sau khi xếp xong hai bên, chúng ta sẽ cuốn lều lại. Và lưu ý chúng ta chỉ cuốn nhẹ nhàng, không vuốt nếp, không ép chặt. Sau khi xếp xong tấm lều, chúng ta sẽ tiếp tục chuẩn bị phần dây. Với hai đoạn dây 10m thì đầu tiên chúng ta sẽ chặt đôi lại và lấy khúc giữa. Trong quá trình kéo dây các bạn lưu ý là chúng ta chỉnh không cho dây bị rối. Ở đoạn giữa dây chúng ta sẽ thực hiện một nút mỏ chim khóa sống. Điều này sẽ giúp cho chúng ta mở nhanh hơn khi chúng ta thao tác dựng lều. Tiếp tục, ở mỗi đoạn dây chúng ta sẽ xếp gấp nếp. Lưu ý chúng ta không cuốn tròn lại bởi vì cuốn tròn dây có khả năng sẽ bị rối. Và trong quá trình cuốn như thế này thì các bạn sẽ lưu ý làm cho dây thẳng, không có bị gãy gấp nếp. Và cuối cùng chúng ta sẽ dùng một cái khóa sống để cố định dây lại. Tương tự ở phần dây còn lại. Và sợi dây thứ hai chúng ta cũng sẽ thực hiện giống như vậy. Tư thế cầm lều trước khi trải tấm lều. Các bạn sẽ cầm ở hai góc và các ngón tay còn lại sẽ cầm vào phần cuộn lều. Sau khi chuẩn bị xong, chúng ta sẽ bước vào quá trình dựng lều. Sau đây là quy trình các bước dựng lều. Đầu tiên chúng ta sẽ đặt hai cây gậy theo hướng lều đã được chọn. Hai gậy sẽ đặt đối chân với nhau. Cầm tấm lều theo cách thức đã được hướng dẫn, đứng thuận chiều gió và ném bung tấm lều ra thật mạnh. Đồng thời kéo hai góc hai bên ra để tấm lều bung ra. Nếu như tấm lều chưa thật sự bằng phẳng thì chúng ta sẽ điều chỉnh lại. Và lưu ý tấm lều sẽ đặt đè lên trên hai cây gậy. Sau khi đã điều chỉnh xong tấm lều, chúng ta sẽ tới giai đoạn là đóng cọc. Vị trí đóng cọc được xác định là 1,5 m về phía trước và 30 cm sang bên. Tư thế đóng cọc, chúng ta sẽ đặt cọc nghiêng khoảng 45 độ.
Lưu ý, có những địa hình có nhiều lá cây hay cỏ, chúng ta phải vệ sinh sạch sẽ để tránh một lát nữa không thể kiếm được cọc. Đóng đến 2/3 cọc là dừng lại. Thực hiện tương tự ở tất cả các cốc lều khác. Tư thế đóng cọc của chúng ta là một chân ngồi, một chân quỳ để có thế. Hình ảnh sau đây sẽ hướng dẫn cho các bạn chính xác vị trí đóng cọc đối với lều tốc độ. Sau khi trải tấm lều xong, chúng ta sẽ lấy ra một khoảng 1,5 m hay tương đương với chiều dài của gậy. Lấy ra 0,3 m hay là tương đương với chiều dài của cọc. Đó là vị trí đóng cọc. Tương tự ở ba góc còn lại. Nếu như chúng ta xác định vị trí đúng thì bốn cọc sẽ tạo thành một hình chữ nhật bao quanh tấm lều của mình. Sau khi đóng cọc xong, chúng ta sẽ đến với quá trình buộc dây. Thì dây sau khi đã cuốn theo đúng kỹ thuật, chúng ta sẽ buông hai đầu dây quăng về phía hai cọc, mở đoạn giữa dây ra và thực hiện nút liền chài cầm lên cả gậy lẫn mái lều. Ở bước này các bạn thao tác phải thật cẩn thận. Đây là cách thực hiện nút liền chài ở giữa dây. Dùng nút thuyền chài cột xiết vào cả tấm lều lẫn cây gậy bên trong. Chúng ta lưu ý phải xiết thật chặt tay về hai bên để tấm lều không bị bung. Đường dây đi xuống sẽ quấn qua cọc. Và đưa ngược trở lên tấm lều ngay vị trí góc lều. Đối với các loại lều đã mai sẵn cái tay thì chúng ta sẽ vòng dây qua và thực hiện nút chạy thòng lọng ngược. Nút chạy thòng lọng ngược đầu tiên chúng ta sẽ sử dụng đoạn dây tạo một nút thòng lọng sao cho dây chạy hướng về góc lều. Cho đầu dây đã vòng qua tay lều vào thòng lọng và thực hiện một khóa sóng. Lưu ý trong giai đoạn này chúng ta chưa căng cứng dây mà còn để dây ở một độ tương đối trùng. Siết chặt để khóa nút dây lại. Tương tự ở ba góc lều còn lại. Thực hiện nút thòng lọng sao cho dây chạy được hướng về góc lều. Cho dây vòng qua tay lều, vòng qua thòng lọng và thực hiện khóa sóng. Chúng ta xem lại cách thức thực hiện nút thuyền chài ở trên đỉnh lều. Lấy đỉnh lều chụp lên trên gậy, sao cho phần đỉnh lều bao hết cả cái gậy, chỗ vị trí buộc dây. Siết chặt để cố định nút sơn ca vào đỉnh lều. Sau khi đã cột xong ở bốn góc lều, chúng ta sẽ tiến hành dựng tấm lều lên, đặt hai cây gậy chéo với nhau thành chữ X trên mặt đất để nâng mái lều và từ từ cho gậy vào đúng vị trí của đỉnh lều lúc nãy. Điều chỉnh sao cho hai cây gậy thẳng hàng với nhau. Để tăng mái lều, chúng ta sẽ tháo nhẹ cái khóa sóng và kéo dây về phía lều. Thao tác này sẽ giúp cho mái lều căng thẳng lên. Và sau khi mái lều đã căng thẳng ở độ vừa phải, chúng ta sẽ khóa lại. Thực hiện tương tự ở ba góc lều còn lại.
Sau khi thực hiện xong thì chúng ta sẽ thấy rằng mái lều, sóng lều sẽ thật thẳng và không có bị cong, không bị gãy nếp. Dây căng không trùng. Và khi quan sát thì hai gậy lều sẽ nằm thẳng hàng với nhau, không bị chân. Sau đây là quy trình chúng ta sẽ hạ lều. Hạ lều đúng kỹ thuật cũng giúp cho chúng ta nhẹ nhàng và dễ dàng hơn trong quá trình hạ lều và thu dọn. Việc đầu tiên, chúng ta sẽ hạ hai cây gậy của lều. Việc này sẽ khiến cho các nút dây sẽ giãn bớt ra và không bị căng cứng. Sau khi hạ hai gậy, chúng ta lưu ý là phải gom tất cả vật dụng lại tránh thất lạc. Dỡ dây thì đầu tiên chúng ta sẽ đi đến vị trí của cọc, nhổ cọc lên. Bởi vì nếu như chúng ta không nhổ cọc trong quá trình này mà đợi đến khi thu hết dây rồi mới nhổ cọc thì cọc sẽ có thể bị đất cát che khuất. Lưu ý tất cả vật dụng sau khi tháo dỡ chúng ta sẽ gom lại một chỗ để tránh thất lạc. Gỡ dây đến đâu, gỡ cọc đến đó. Trong quá trình gỡ cọc, nếu như cọc bị dính chặt ở dưới đất và nhổ không lên thì sau đây sẽ là cách để xử lý. Quá trình sau khi dựng lều xong, cọc dính cứng dưới đất, chúng ta sẽ dùng búa gõ nhẹ ngược chiều với cọc. Cọc sẽ bung ra một cách dễ dàng.